Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ của ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022. Có một cái điều thế này, các bác ạ. Khi nhìn vào sự việc mà chấn động vừa rồi liên quan tới Trịnh Văn Quyết, chúng ta gọi là Trịnh Quyết FLC, và Đỗ Anh Dũng, tức là Đỗ Dũng của Tân Hoàng Minh, thì nhiều tay chơi trong bất động sản họ nói rằng là đen thì phải chịu, bởi vì những cái sai phạm liên quan đến trái phiếu ấy, thì xin thưa với các bác rằng là hầu như ai cũng có. Và theo cái trend hay là xu thế để xem rằng là các công ty, những tập đoàn lớn đã sử dụng trái phiếu thế nào, thì báo cáo với các bác, ngoài những cái tên ngày hôm nay tôi liệt kê cho các bác, thì đến buổi chiều một cái tên mà có thể nói rằng là sẽ chấn động. Báo cáo với các bác rằng là đây là một cái tên vô cùng nổi tiếng, có thể nói rằng là vô cùng nổi tiếng, và sản phẩm dịch vụ của họ là tôi dùng thường xuyên, đó chính là hãng máy bay Vietjet, và chúng ta nhắc tới cái tên là Madame Thảo. Thật là không thể tin nổi nếu khi nhìn vào cái số trái phiếu, và chúng ta cũng tự hỏi rằng là tại sao Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay trong đầu nhiệm kỳ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã siết chặt cái việc trái phiếu như vậy. Một con số kinh khủng khiếp, kinh hoàng, không lời nào có thể diễn tả được. Mới đây thưa các bác, thì trên trang Facebook cá nhân của mình thì nhà báo Mai Thắng của truyền hình an ninh TV, tức là của Bộ Công an á, và an ninh á, thì đã có một cái status này: hệ sinh thái Sovico. Và xin thưa các bác, Sovico là công ty của Madame Thảo, tức là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ hãng hàng không Vietjet. Và đọc nội dung ở còm nha các bác. Chúng ta cùng nhìn nội dung ở trong cái còm này để chúng ta thấy rằng là vô cùng khủng khiếp. Các bác có thể nhìn. Tôi sẽ trích nguyên văn cho các bác để các bác thấy rằng là những con số sẽ làm cho chúng ta choáng váng. Theo thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, thì tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, thì Sovico, tức là SVC Group, còn 159 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn từ đầu năm 2019 cho đến nay, với tổng giá trị là 29.700 tỷ đồng, tức là hơn 1 tỷ đô la. Công ty cổ phần Sovico, Sovico Holding, có 8 lô trái phiếu với giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần hàng không Vietjet thì có 7 lô trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 7.250 tỷ đồng. Công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An, tức là Furama Resort, còn một lô trái phiếu phát hành là giá trị 1.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Kiên Trung, cổ đông là công ty cổ phần khách sạn và du lịch Thiên Thai, có 2 lô trái phiếu giá trị phát hành là 900 tỷ đồng. Công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Vina thì còn một lô trái phiếu giá trị là 1.000 tỷ đồng. Tổng số thì có 18 lô trái phiếu và giá trị là 3.000 tỷ đồng. Nhưng công ty đã mua lại trước hạn 17 lô trái phiếu giá trị là 2.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần địa ốc Phú Long thì còn 19 lô trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 5.300 tỷ đồng. Công ty Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tức là HD Bank đó, mà SVC chính là cổ đông lớn nhất, tức là Sovico và Phương Thảo là cổ đông lớn nhất, thì còn 35 lô trái phiếu, trong đó có 3 lô phát hành bằng đô la Mỹ, tức là đồng USD, tổng giá trị là 190 triệu đô la, và 32 lô phát hành bằng Việt Nam đồng, tổng giá trị là 19.330 tỷ đồng. Chỉ tính riêng các doanh nghiệp có liên quan tới SVC Group nêu trên, thì nếu không tính HD Bank, thì tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 50.150 tỷ đồng, hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Và nếu tính cả HD Bank, thì tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 69.480 tỷ đồng và 190 triệu đô la Mỹ, nghĩa là 3 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn các trái phiếu thì do SVC Group phát hành thì đều là trái phiếu không chuyển đổi. Để các bác để ý nhé.
là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được tư vấn phát hành bởi công ty cổ phần chứng khoán HDB, cũng là một công ty thuộc hệ sinh thái của SVC Group. Có lượng trái phiếu phát hành cực khủng, nhưng thông tin về SVC Group và các doanh nghiệp liên quan, đặc biệt là tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thì tình hình sử dụng vốn từ trái phiếu đã phát hành, tình hình triển khai các dự án v.v. thì đều rất mơ hồ. Và ngay trên trang chủ của SVC Group, tức là Sovico Group, cũng không có bất cứ liên như là cũng không có bất cứ thông tin nào liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành. Rất khủng khiếp. Và đặc biệt cái điều này, một số doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái SVC Group thì có tình hình kinh doanh bết bát, như là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Kiên Trung thì đang triển khai dự án tại số 6 Trại Mát, Đà Lạt, có doanh thu thuần là giai đoạn năm 2015-2020 thì bằng 0. Không những thế, công ty này cũng không phát sinh giá trị hàng tồn kho trong suốt giai đoạn 2016-2020. Lượng tiền mặt dự trữ cũng chỉ ở mức vài tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty này ở mức là 200 tỷ đồng và mãi đến 24-26 tháng 4 năm 2021 thì mới tăng lên là 600 tỷ đồng. Thế nhưng, mặc dù gần như không có hoạt động kinh doanh nào, nhưng công ty vẫn phát hành thành công 900 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 10 năm 2019 và tháng 11 năm 2021. Việc sử dụng vốn từ trái phiếu của công ty thì cũng thiếu minh bạch. Một trường hợp khác là công ty bất động sản Sài Gòn Vina, tức là Land Sài Gòn, tiền thân là công ty cổ phần bất động sản điện lực Sài Gòn Vina, thì được thành lập năm 2007. Đến 30 tháng 6 năm 2014, thì công ty trở thành thành viên của tập đoàn Sovico. Cũng giống như công ty Kiên Trung năm 2019, thì Land Sài Gòn không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và lợi nhuận chính thì lại đến từ đầu tư trái phiếu. Thế nhưng, ngày 18 tháng 12 năm 2018 đến tháng 4, đến ngày 4 tháng 11 năm 2019, thì Land Sài Gòn đã phát hành tổng cộng 19 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra thì trường hợp công ty cổ phần Sovico, tức là Sovico Holding, là trường hợp khá đặc biệt. Từ ngày 31 tháng 10 năm 2018 đến 28 tháng 12 năm 2018, thì công ty phát hành 7 lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng. Tại thời điểm này, thì vốn điều lệ của công ty là 7.000 tỷ đồng với 3 cổ đông là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tức là Madame Thảo, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Cảnh Sơn, các bác biết ở đâu, bên đâu không ạ? Đến tháng 6 năm 2019, thì Đại hội đồng cổ đông Sovico Holding đã thông qua nghị quyết chia tách Sovico Holding để thành lập thêm 3 công ty khác. Theo đó, Sovico Holding chỉ còn có vốn điều lệ là 2.673 tỷ đồng. Phần vốn của Sovico Holding tách ra thành lập 3 công ty mới thì bao gồm công ty cổ phần bất động sản Sovico, vốn điều lệ là 4.284 tỷ đồng. Công ty cổ phần năng lượng Sovico, vốn điều lệ chỉ có 10 tỷ đồng. Công ty cổ phần Sovico, vốn điều lệ là 33 tỷ đồng. Cả 3 công ty này thì đều có 3 cổ đông là Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Cảnh Sơn. Sovico Holding cũng chuyển các tài sản như là cổ phần tại công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Vina, công ty cổ phần địa ốc Phú Long, công ty cổ phần khách sạn và du lịch Thiên Thai, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhà Bè, công ty cổ phần đầu tư Bắc Hà, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn máy nông nghiệp Yanma Việt Nam, trường Đại học Hòa Bình v.v. về 3 công ty mới thành lập. Và bài phân tích đáng chú ý trên báo Nhân Dân như vậy, đó chính là sân chơi. Và ở đây các bác có thể thấy một lần nữa, báo Nhân Dân, tờ báo cơ quan ngôn luận của Đảng đã làm bài này. Xin thưa với các bác, đã vạch trần rất nhiều người, rất nhiều công ty, như các bác có thể thấy ở đây. Thật tuyệt vời, anh Minh, tổng biên tập báo Nhân Dân. Một nhân vật rất mới, nhưng rất đáng chú ý. Một nhân vật rất trẻ, không ngại động chạm vào thẳng những vấn đề nóng nhất
cốt lõi nhất mà không tờ báo nào hiện nay dám đăng. Đây mới là tiếng nói của nhân dân, có đúng không các bác? Đây mới là tiếng nói của nhân dân. Và tôi chỉ xin chia sẻ quan điểm của tôi thế này. Thông tin thì có lẽ chúng ta biết được qua báo Nhân dân và thông qua nhà báo Mai Thắng. Và trái phiếu không phải là một công cụ phi pháp. Tôi nhấn mạnh lại, không phải là công cụ phi pháp. Nó chỉ phi pháp khi mà nó không đúng trình tự và có sai ở trong cái đoạn định giá vân vân và quản lý tài sản. Có một điều kỳ lạ của các đại gia của Việt Nam, đó là họ luôn luôn muốn có trong tay thành viên của tập đoàn mình một ngân hàng. Các bác có thể thấy rất nhiều đại gia Việt Nam muốn nằm ngành ngân hàng là vì vậy. Và xin chia sẻ với các bác, như tôi đã nói ở rất nhiều video, đó là cuộc chơi về tài chính. Và cuộc chơi về tài chính là cái gì? Thì một bác ở trên kênh Trang Trang TV có một cái từ miêu tả rất đơn giản thế này. Cuộc chơi về tài chính, đó là cuộc chơi biến giấy thành tiền. Biến giấy thành tiền nha các bác. Nhưng thực tế thì đối với họ, giấy biến thành tiền để họ làm. Còn đối với người dân thì tiền của chúng ta lại thành giấy. Thưa các bạn, tôi hy vọng rằng một người phụ nữ mà tôi rất là ngưỡng mộ, đó là Madam Thảo, sẽ có những cái giải trình hay thế nào đó về những cái thông tin như thế này trên báo Nhân dân. Đúng không ạ? Và một nền kinh tế lành mạnh là một nền kinh tế minh bạch, chứ không phải là mập mờ như thế này. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành và tràn đầy niềm vui. Chúng ta bây giờ rất nhiều người mới biết rằng là ở Việt Nam tồn tại một thứ, nó gọi là trái phiếu doanh nghiệp, company bond. Cảm ơn các bác.